chương 536, sứa biển sâu cậu thắng, sắc mặt hắc thần đen như mực, quát lớn một tiếng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắc thần cũng sẽ không kêu lên như vậy, nhưng hiện tại y đã có chút sợ, nếu tiếp tục chiến đấu, y sẽ bị bước đến tuyệt cảnh rất có thể sẽ bị một trào giết chết trong lòng hàn sâm có chút cảm giác đáng tiếc bí kỹ chữ phong là kỹ năng phong bế dễ dàng phá giải tiểu ma phong đao pháp nhưng muốn chém giết hắc thần vẫn chỉ có thể dựa vào bố cục muốn một đao chém giết thì không có khả năng để hắc thần có cơ hội nhận thua nhìn hắc thần đen mặt dẫn người rời đi lý luân trả thú hồn tuyết nữ với cả địa ngục quỷ ngư cho hàn sâm kỹ pháp của hàn huynh đệ thật lợi hại lại có thể khiến hắc thần không chém được một đau nào lý luân cảm thán nói công phu của tôi cũng bình thường có lẽ là do hắc thần quá yếu đi hàn sâm vừa cười vừa nói hắc thần vẫn chưa đi xa nghe vậy thì mặt già đỏ lên không nói một lời nhanh chóng rời đi trải qua trận đấu này ở khu vực băng tuyết đều biết có một người tên là hàn sâm như vậy trận đấu với hắc thần cũng được người khác thay viên bàn luận đã trở thành đề tài nói chuyện của đám tiến hóa giả trốn trà dư tử hậu hàn sâm không có thời gian nghe bọn họ bàn luận sau khi lấy được tuyết nữ hắn quay trở về thủy tinh cung lái thủy tinh cung trở về nữ thần tí hộ sở để xem tình huống bên kia thế nào thuận tiện kiếm chút thịt cùng một dị sinh vật dưới đáy biển về bán giữa đường đi hàn sâm thử để tuyết nữ phụ thể chỉ cảm thấy toàn thân lập tức lạnh cóng lan ra tái nhợt như tuyết tóc cũng biến thành màu trắng rủ xuống đất đường nét gương mặt trở lên nữ tính nhu hòa hoàn toàn đã không có dương cương chi khí của đàn ông hàn sâm thử một chút quả nhiên tốc độ đã tăng lên rất nhiều tuy chỉ cường hóa tốc độ nhưng mức độ tăng cường lại rất lớn trên người sinh ra hàn khí khiến hàn sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật càng thêm dễ dàng nếu là người bình thường có thể chỉ sợ sẽ bị đông cứng lại ngay đối với thú hồn tuyết nữ hàn sâm cực kỳ thỏa mãn đút tinh thể màu đen trước cho nó để nó tiến hóa lên tuyết nữ trong trạng thái bạo tàu trở lại nữ thần tí hộ sở hàn sâm giao đống thịt dị sinh vật cho dương mạn lệ xử lý sau đó vốn định phải về liên minh luôn nhưng lại nghe dương mạn lệ thông báo gần đây linh ăn uống rất kém đã rất nhiều ngày không ăn gì cả sao lại không ăn gì cả đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao khi hàn sâm nhìn thấy linh linh đang ngồi trên cửa sổ của một cái tòa nhà hình tháp nhìn tuyết rơi phía xa và bầu trời bao la đến xuất thần linh khẽ lắc đầu tôi không đói bụng cô cũng không phải thần tiên, làm sao có thể không đói bụng? Tới tới tới, nói cho tôi biết cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ tự mình xuống bếp làm cho cô. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu Linh rồi nói, khi anh đi ra ngoài có thể mang theo tôi đi không? Linh quay đầu sang, đôi mắt to long lanh nhìn Hàn Sâm, phụ cụ được đi. Hàn Sâm có chút do dự, lai lịch của Linh không rõ ràng, hắn vốn không muốn để cô biết được quá nhiều chuyện của mình, nhưng nghĩ đến chuyện cô không có người thân, lại chỉ quen một mình mình, hắn cảm thấy cô quá đáng thương, thật sự không đành lòng cười tuyệt cô ấy. Cuối cùng trên mặt của Linh cũng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù chỉ nhẹ cười nhưng cũng khiến người khác nhìn vào có cảm giác trái tim cũng phải hòa tan. Nào, ăn cơm trước, cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ tự mình làm cho cô ăn, không phải tôi chém gió đâu, tay nghề của tôi tuyệt đối không thể kém đầu bếp nhà hàng ba sao đấy. Hàn Sâm kéo Linh đi ăn. Trên thực tế tài nấu nướng của Hàn Sâm muốn khen cũng chẳng có gì để khen, nhiều nhất cũng chỉ biết hấp thịt và thịt nướng, không thì sẽ trực tiếp ăn sống rồi, lấy đâu ra chủ nghệ đáng nói. Lấy thịt tôm tươi mới nướng cho Linh ăn, đôi bàn tay nhỏ bé của Linh ôm lấy đầu nhỏ nằm trên mặt bàn, Hàn Sâm cắt thịt tôm thành khối nhỏ, nướng một miếng xong trực tiếp đưa đến trước mặt của cô, Linh mở miệng nhỏ cán một ngụm rồi nuốt thịt nướng vào, hai mắt híp lại thành trong lưỡi liềm hàn sâm nhìn một chút đột nhiên trong lòng có chút đau xót quần áo mà linh mặc trên người vẫn là bộ quần áo lúc trước hắn mua cho linh lúc này hàn sâm mới nhớ tới đây là hai bộ quần áo khi hắn vừa gặp được linh đã mua cho sau đó lại không quan tâm tới cuộc sống của cô nữa đến hiện tại chỉ sợ cô cũng chỉ có hai bộ quần áo kia đã sớm ra đến mức bạc trắng rồi sau khi ăn cơm xong hàn sâm lại dẫn linh đến cửa hàng trong nữ thần tí hộ sở mua mấy bộ quần áo sau khi dẫn cô trở về để cô đổi cả người linh lập tức có vẻ thanh xuân tươi mát hơn không ít đây mới là bộ dạng nên có của một thiếu nữ hàn sâm thầm nghĩ hiện tại hàn sâm cũng không còn bài xích linh nữa ngoại trừ bởi vì linh không có nơi nương tựa chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại tố chất thân thể của hàn sâm đã mạnh hơn linh rất nhiều cũng không còn kiêng kỵ linh như vậy mang theo linh cùng tiến vào thủy tinh cung vừa tìm kiếm sinh vật biến dị trên biển có khả năng lạc đàn vừa nghiên cứu kiếm pháp sông phi ngoại trừ tòa tí hộ sở dưới đáy biển là hàn sâm không dám đi còn những vùng biển gần đó hàn sâm đều tùy ý đi qua chỉ là phần lớn dị sinh vật trên biển đều đi theo đàn với số lượng kinh người hắn muốn săn giết dị sinh vật cao cấp cũng chỉ có thể tìm kiếm con nào lạc đàn thôi linh an tĩnh ngồi ở một bên hai tay chống cầm nhìn hàn sâm luyện tập nghiên cứu kiếm pháp song phi cũng không có hứng thú nói chuyện với đám tuyết cơ thuyền đi mấy ngày hàn sâm nhìn thấy một con sứa như đèn lồng màu đỏ lớn ở phía trước không xa giật giật trong nước biển nhìn vô cùng xanh đẹp chói mắt sứa trên biển cũng có không ít nhưng phần lớn đều đi thành đàn hiếm khi gặp được một con lạc đàn thử xem có thể săn giết hay không hàn sâm nổi tâm tư triệu hồi ra áo giáp hoàng kim và ma văn đi ra khỏi thủy tinh cung bơi về phía quan sứa kia ở quanh không nhìn thấy dị sinh vật khác hàn sâm lại có áo giáp và ma văn hộ thể cho dù con sứa kia là sinh vật thần huyết hàn sâm cũng có năng lực tự bảo vệ mình trốn về thủy tinh cung cũng không khó lắm trong nước biển khác với trên đất liền bởi vì dòng nước chảy ảnh hưởng bình thường chỉ cần hàn sâm du động ở trong nước chẳng mấy chốc sẽ bị dị sinh vật cảm giác được thế nhưng con sứa như đèn lầu màu đỏ kia lại có vẻ rất trì độn ngơ ngác nhảy dựng lên rồi lại dần chìm xuống sau đó lại nhảy dựng lên lại từ từ chìm xuống dường như không phát hiện ra hàn sâm đang đi tới con sứa này hơi ngốc chắc không phải mặt hàng cao cấp hàn sâm tới gần con sứa kia cũng không sử dụng quỷ trào trực tiếp đánh một quyền tới thân thể hình bán cầu kia trên mũi quỷ trào có mang độc tuy hàn sâm không sợ độc nhưng lại có chức ảnh hưởng tới mùi vị hắn muốn dùng âm kình trực tiếp đánh chết con sứa kia trở về nướng mùi vị sẽ ngon hơn hàn sâm đánh ra một quyền vào thân thể óng ánh sáng long lanh như quả đông lạnh của con sứa kia lập tức đánh xuyên qua thân thể của nó nắm đấm và gần nửa cánh tay đầu xuyên vào thế nhưng sắc mặt lập tức hàn sâm thay đổi hắn chỉ cảm giác quả đấm của mình như đâm vào một chất dính căn bản không dùng được khí lực âm kình cũng hoàn toàn không đánh ra được chớp mắt đã tan biến hoàn toàn Hắn muốn rút nắm đấm từ trong thân thể con sứa kia lại, nhưng lại phát hiện thân thể con sứa giống như đã vây chặt quả đấm vào cánh tay của hắn, sau đó kéo một phát, toàn bộ thân thể sứa đều kéo theo, không thể rút nắm đấm ra được. Phía dưới con sứa kia bắn ra ngàn vạn sợi tơ, thoáng cái đã bắn lên trên người Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm cảm giác được một dòng điện mạnh mẽ từ trên người con sứa truyền đến, khiến thân thể của hắn co giật như chạm vào điện vậy, không thể khống chế há miệng nuốt mấy ngụm nước biển. "Trùng 537, tu la thân đây là thứ quỷ gì thế?" trong nội tâm Hàn Sâm cả kinh, cố chịu dòng điện trùng kích, chịu hồi ra quỷ chảo hung hăng chém trên người sứa thế nhưng quỷ trào cũng bị hút vào, chớp mắt đã bị cuốn lấy không thể động đậy, trong nội tâm Hàn Sâm vô cùng kinh hãi, con sứa này thực sự giống như chất dính vậy, chém không được, đánh cũng không ổn, nó liều mạng dính lấy Hàn Sâm, Hàn Sâm cố nén cảm giác rút gần khi thân thể bị điện giật, muốn bơi về thủy tinh cung, nhưng con sứa kia vừa phóng điện công kích Hàn Sâm, thân thể nó lại dần dần dính lấy người Hàn Sâm, bao quanh đường người Hàn Sâm lại, hơn nữa vẫn đang tiếp tục lan tới những bộ phận khác trên người Hàn Sâm. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm gặp được sinh vật quỷ dị như vậy, trong nội tâm thầm kêu không ổn, đầu óc nhanh chóng đoạn chuyển, đang suy nghĩ làm cách gì để đối phó với tình cảnh này, lại đột nhiên nhìn thấy trong thủy tinh cung có một bóng người đang bơi tới hàn sâm nhìn kỹ phát hiện là linh bơi tới lập tức kinh hãi muốn gọi linh trở về nhưng hiện tại hắn ở trong nước căn bản không thể nói chuyện được linh đi chuyển cực nhanh trong nước chớp mắt đã đến bên cạnh hàn sâm thò tay phải muốn kéo con sứa kia ra khỏi thân thể của hàn sâm đừng động trong lòng hàn sâm kêu to nhưng lại không có tác dụng gì linh cũng giống như hàn sâm đều bị con sứa kia dính lấy rồi một dòng điện đánh vào thân thể toàn thân hàn sâm thống khổ co giật giống như sắp bị điện giật thành than cốc rồi hàn sâm cố nén đau khổ đang suy tư làm cách nào để cứu mình và linh thoát thân lại thấy trong mắt linh mạnh mẽ hiện lên một tia sáng màu tím con người vốn màu đen lại đột nhiên biến thành màu tím mái tóc dài màu đen cũng quỷ dị chuyển sang màu tím một đôi sừng cong màu tím từ đỉnh đầu chui ra biến thành bộ dáng tu la hoàng tộc mà hàn sâm đã nhìn thấy khi lần đầu gặp cô quát linh hóa thành bộ dáng tu la tộc hai tay trực tiếp xé rách con sứa kia, con sứa giống như chất dính kia dưới đôi tay nhỏ của Linh, giống như đã mất đi tác dụng, tựa như bị đao xé ra vậy, cứ như vậy trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, Linh trong trạng thái này, lực lượng kinh khủng đến mức khó mà tin được, con sứa kia căn bản không chịu nổi lực lượng tàn phá từ đôi tay nhỏ bé của cô. Tia sáng màu tím trong mắt Linh lập lòe, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng vũ động, trước mắt đã xé hết chất dính trên người Hàn Sâm, sau đó lôi kéo Hàn Sâm bơi về thủy tinh cung. Soạt, hai người từ trong nước đi ra, Linh vừa mới bỏ lên, đã lập tức mới ngã xuống đất màu tím trên mái tóc nhanh chóng biến mất đôi sừng cong màu tím trên đỉnh đầu cũng dần rụt trở về trong chốc lát lại biến thành bộ dáng thiếu nữ nhân loại hàn sâm liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống của linh lại phát hiện linh chỉ bị hôn mê thôi trên người cũng không bị thương lúc này mới thở dài một hơi linh hôn mê trọn vẹn hai ngày mới tỉnh lại hơn nữa thân thể rất suy yếu liên tiếp vài ngày đều không muốn ăn uống gì linh rốt cuộc là nhân loại hay là tu la trong nội tâm hàn sâm rất nghi hoặc càng thêm hoài nghi về lai lịch của linh nhưng hắn còn lo lắng cho linh nhiều hơn hắn không biết khi linh biến thân thành bộ dáng tu la sẽ khiến cô chịu có tổn thương gì không ít nhất hiện tại có thể thấy linh cực kỳ suy yếu giống như người bệnh vừa mới trải qua một cuộc giải phẫu sắc mặt tái nhợt dọa người cũng may là linh cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng hàn sâm cho linh uống đi một chút dịch chữa trị thân thể của liên minh và dịch kinh dưỡng sau đó tình huống của linh mới dần dần tốt đẹp đã có giáo huấn lần này đây hàn sâm không dám tiếp tục nhảy xuống dưới đáy biển săn bắn lung tung nữa thi thể con sứa kia bị hàn sâm vớt trở về sau khi hầm lên đi thưởng thức sẽ biết lai lịch của nó đây là một con hồng ba sứa thần huyết Giúp Hàn Sâm tăng thêm 8 điểm thần gen, sau khi trở lại liên minh, Hàn Sâm cẩn thận tra rất nhiều tư liệu, nhưng căn bản không tìm được tin tức liên quan tới trạng thái này của Linh. Nhân loại chính là nhân loại, Tula là Tula, tuy bộ dáng tương đối giống như, trên thực tế lại là hai giống loài hoàn toàn khác nhau, một người không thể nào vừa là Tula lại vừa là nhân loại. Hàn Sâm thậm chí còn đi xem một chút tư liệu sinh vật học, nhà sinh vật học đã sớm chứng minh, gen của nhân loại và Tula có sự khác biệt rất lớn, không có khả năng sinh ra đời sau, cho dù là nhân tạo cũng rất ít khi có thể có thể nuôi dưỡng được con lai giữa nhân loại và tu la rốt cuộc tình huống của linh là thế nào trong lòng hàn sâm có trăm mối tơ vò hơn nữa trên lưng linh có hình xăm cửu mệnh huyết miêu khiến hàn sâm rất để ý hàn sâm có thể giúp em đi tới một nơi không hàn sâm đang tra tư liệu kỳ yên nhiên đột nhiên gõ cửa đi vào tự nhiên có thể đến nơi nào hàn sâm kinh ngạc nhìn kỳ yên nhiên trên thực tế bình thường kỳ yên nhiên rất ít trực tiếp tới phòng hắn bình thường đều dùng máy truyền tin để liên hệ với hắn lần này kỳ yên nhiên lại trực tiếp tới gian phòng của hắn hiển nhiên chuyện này rất quan trọng cho nên hàn sâm cũng không có hỏi là chuyện gì đã trực tiếp đồng ý Kỳ Yên Nhiên há miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói sao, Hàn Sâm chừng hai mắt nói ra, Kỳ Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngày mai em phải tham gia một buổi tiệc, hy vọng anh có thể đi cùng, tiệc gì, Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Kỳ Yên Nhiên, hắn vốn tưởng rằng là chuyện trong nhà Kỳ Yên Nhiên, không nghĩ tới chỉ là một buổi tiệc, nói thế nào đây, một buổi tiệc xem như nửa tư cách cá nhân đi, tham gia buổi tiệc này đều là một số thanh niên giống như em, Kỳ Yên Nhiên ngập ngừng nói giống như đang suy nghĩ xem muốn giải thích với Hàn Sâm như thế nào, không phải là buổi tiệc xem bắt chứ? Hàn Sâm trùng lớn hai bát hỏi, Kỳ Yên Nhiên lập tức cắt giọng, anh nghĩ gì thế, không có quan hệ gì với chuyện kia, thật sự chỉ là một buổi tiệc, chỉ là người tham gia có hơi đặc biệt, nội dung buổi tiệc cũng có chút đặc biệt, em hy vọng anh có thể đi theo giúp em một chút, đối với tương lai sau này của anh cũng sẽ có trợ giúp, có thể nói cho anh biết là buổi tiệc gì không? Hàn Sâm hỏi, Kỳ Yên Nhiên có chút do so dự, nhưng vẫn nói ra, chắc anh có nghe nói về thuyết pháp nhân loại chúng ta trở thành siêu việt giả, mới thật sự bắt đầu tiến hóa chứ? Hàn Sâm gật gật đầu, đã từng nghe nói Lúc đi học cũng học qua, siêu việt giả mới là nhân loại siêu việt cực hạn, gen của người mới chính thức bắt đầu lột xác, nội dung buổi tiệc kia chính là muốn trao đổi về chuyện gen tiến hóa của nhân loại, Kỳ Yên Nhiên nói ra, Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên, hắn không hiểu ý của Kỳ Yên Nhiên, nếu như nói siêu việt giả mới là khởi đầu của gen tiến hóa, như vậy người tham gia buổi tiệc kia phải đều là siêu việt giả mới đúng, Kỳ Yên Nhiên vẫn chỉ là tiến hóa giả, cô đi làm gì? Dường như Kỳ Yên Nhiên hiểu được tâm tư của Hàn Sâm, tiếp tục giải thích nói, trên lý luận nhân loại cần đạt tới trình độ siêu việt giả mới có thể để gen của bản thân bắt đầu tiến hóa, nhưng cũng có một số ngoại lệ, bởi vì thiên phú của bọn họ còn có vài phương pháp đặc thù có thể giúp bọn họ phát triển gen tiến hóa nội dung buổi tiệc kia muốn trao đổi chính là loại phương pháp này chương 538, luyện khí thuật kỳ yên nhiên kiên nhẫn giải thích nhưng hàn sâm rất nhanh đã hiểu được ý tứ thực sự trong nội tâm có chút giật mình tư liệu về siêu việt giả có thể tra trên internet vô cùng ít ỏi toàn bộ liên minh có tới triệu tỷ nhân khẩu mà số người trở thành siêu việt giả chưa có tới 100 vạn người bình thường chỉ biết không gian thứ ba tí hộ sở vô cùng nguy hiểm siêu việt giả vô cùng cường đại bản thân có được lực lượng siêu việt nhưng không gian thứ ba tí hộ sở có bộ dáng gì trong sách vở lại không nói tới trong đầu người bình thường cũng không có một khái niệm chính xác nào. Người bình thường chỉ biết là ở không gian thứ ba tí hộ sở cũng có dị sinh vật cường đại, trừ điều này ra thì không biết điều gì khác. Liên minh cung cấp tư liệu về không gian thứ ba tí hộ sở cũng rất ít, chỉ cấp ra một số liệu đại khái. Tố chất thân thể của sinh vật bình thường ở không gian thứ ba tí hộ sở đều tầm 300 trở lên, chính là một con số phi thường kinh khủng. Một tiến hóa giả nhân loại có gen đầy đủ, cũng chỉ có 30 điểm tố chất thân thể, cho dù tới không gian thứ hai tí hộ sở vẫn có ghen đầy đủ, như vậy tố chất thân thể của hắn đại khái cũng chỉ có từ 130 đến 150 điểm. Số người có thể có tố chất thân thể đạt tới 150 điểm rất ít, sau khi trải qua ao tiến hóa, trở thành siêu việt giả, người mạnh nhất cũng chỉ có khoảng 30 điểm tố chất thân thể, cũng chỉ là tương đương với sinh vật yếu nhất ở không gian thứ ba tí hộ sở. Người có thể đạt tới trình độ này đã là hiếm thấy trong hiếm thấy, nhân loại như vậy ở không gian thứ ba tí hộ sở làm sao có thể chống lại dị sinh vật, người mạnh nhất lại không bằng dị sinh vật yếu nhất, như thế làm cách nào có thể sinh tồn phát triển ở không gian thứ ba tí hộ sở? Đáp án Kỳ Yên Nhiên đưa ra chính là siêu hài cơ nhân thuật, con số 300 điểm này được loài người xưng là thiên giai, vượt qua chính là thiên nhân, cái gọi là thiên nhân chính là vượt qua cực hạn nhân loại, có thể trực tiếp trao đổi với trời, cái gọi là trao đổi với trời, kỳ thật chính là dùng thân thể thu nạp lực lượng vũ trụ, chứ không còn đơn thuần dựa vào đồ ăn để chất lọc dinh dưỡng. Lúc đó nhân loại có thể khống chế một chút lực lượng vũ trụ, ví dụ như Annie có thể nắm giữ lực lượng sấm sét, còn có người có thể nắm giữ lực lượng nước lửa thậm chí là thời gian và không gian, mà chỗ dựa để nắm giữ những lực lượng này chính là siêu hài ken thuật, nhưng lại không phải siêu hài ken thuật thông thường, Kỳ Yên Nhiên nhắc tới một môn hàn sâm rất quen thuộc là luyện khí thuật, chỉ có luyện khí thuật cải biên siêu hài cơ nhân thuật mới có thể giúp nhân loại có thể nắm giữ lực lượng vũ trụ. Căn cứ vào lời nói của Kỳ Yên Nhiên, có một số luyện khí thuật cao cấp không cần đạt tới tình trạng thiên nhân cũng có thể tu luyện, thậm chí khi nhân loại vẫn chỉ là đứa trẻ, có thể lợi dụng luyện khí thuật hấp thu lực lượng vũ trụ. Chỉ là trước khi chưa đạt tới thiên nhân, năng lực hấp thu của thân thể rất thấp, cũng không có hiệu quả quá mạnh mẽ, nhưng trải qua thời gian dài rèn luyện, hiệu suất hấp thu sẽ càng ngày càng cao, sau khi trở thành thiên nhân, người như vậy sẽ mạnh mẽ hơn thiên nhân bình thường nhiều. Một số người có thiên phú đặc thù, thậm chí không cần đạt tới cảnh giới thiên nhân cũng có thể khống chế lực lượng vũ trụ kỳ gia chính là một gia tộc có được luyện khí thuật truyền thừa giống như kỳ gia nhất mạch tương truyền cha truyền con nối còn có ba nhà khác bọn họ tu luyện đều là cùng một cái truyền thừa luyện khí thuật chỉ là chi nhánh có chỗ bất đồng kỳ lâm vương tuyết thời điểm kỳ yên nhiên nói cho hàn sâm bốn cái dòng họ lại khiến cho hàn sâm lột bột một chút hắn đã giết biết long nhạn lấy được băng cơ ngọc cơ thuật về sau luôn chú ý xem có người họ tuyết không nhưng hắn tra rất nhiều tư liệu đều không tìm thấy một đại nhân vật nào họ tuyết hiện tại đột nhiên nghe được họ tuyết này khiến sắc mặt hàn sâm đột biến nếu có thể Tốt nhất anh nên tăng tố chất thân thể của mình tới 150 sau đó mới tấn thăng thành siêu việt giả, càng cao càng tốt, dù có nhiều hơn một chút cũng được." Kỳ Yên Nhiên nói với Hàn Sâm, "Vì sao? Siêu việt giả có tố chất thân thể 150 điểm tấn chức lên sẽ đạt được 300 điểm là thiên cấp sao?" Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, "300 điểm chính là thiên nhân, nhưng thiên nhân cũng có thiên phú khác nhau, căn cơ càng tốt, thiên phú sẽ càng cao, đây là chuyện sau khi trở thành siêu việt giả sẽ không có cách nào thay đổi, tóm lại anh nhất định phải tận lực tăng tố chất thân thể của mình, trở thành siêu việt giả trễ một chút cũng không thành vấn đề gì, ghen nhất định phải đầy đủ." Kỳ Yên Nhiên liên tục dặn dò Hàn Sâm kỳ yên nhiên muốn đi tham gia buổi tiệc này chính là một buổi giao lưu giữa bốn nhà kỳ lâm vương tuyết mà thôi kỳ yên nhiên còn nói cho hàn sâm biết trong buổi giao lưu này có lẽ hắn có thể nhìn thấy một người quen ai hàn sâm nhìn ngờ hỏi vương manh manh của vương gia nghe nói cô ấy rất thích anh kỳ yên nhiên cười tùng tìm nhìn hàn sâm ánh mắt có chút bất thiện khụ khụ manh manh chỉ là coi anh là anh trai anh cũng chỉ coi cô ấy là anh gái thôi chuyện này anh cũng biết mà hàn sâm có chút kinh ngạc hắn đã sớm biết lai lịch vương manh manh bất phàm nhưng vẫn không ngờ cô ấy là người của một gia tộc truyền thừa luyện khí hàn sâm rất muốn hỏi tuyết gia là người nào Tuyết ra có phải có một môn băng cơ ngọc cốt thuật hay không nhưng lời này vẫn không hỏi được hay là anh không đi nữa giao lưu hội vậy anh có thể tham gia sao hàn sâm hỏi dò nếu như tuyết long nhạn kia thật sự là người tuyết gia khó có thể đảm bảo người của tuyết gia sẽ không sẽ nhìn ra hắn luyện băng cơ ngọc cốt thuật đến lúc đó sẽ rất phiền toái kỳ yên nhiên lại hung hăng chừng mắt lướt hàn sâm dùng ngữ khí không cho phép phản đối nói phải đi sau đó gương mặt kỳ yên nhiên đỏ lên lại thấp giọng nói mặc dù trong thánh đường cũng có thể mua được luyện khí thuật cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật nhưng phần lớn đều là luyện khí thuật cấp thấp Trước tiên anh đi cùng em tới buổi giao lưu nghe một chút rồi nhìn một ít, hiểu thêm một chút. Tương lai chúng ta kết hôn, anh có thể luyện luyện khí thuật kỳ gia chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên đã đỏ hồng, không tiếp tục nói nữa. Vậy thì anh sẽ đi. Hàn Sâm biết mình sớm muộn cũng phải qua cửa Ái Tuyết gia này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lần giao lưu này cũng chỉ có người trẻ tuổi đi, ánh mắt tự nhiên không sắc bén như những người có kinh nghiệm lâu năm. Đúng lúc Hàn Sâm cũng có thể đi xem Tuyết Gia, rốt của Tuyết Gia có quan hệ gì với Tuyết Long Nhạn hay không. Về phân luyện khí thuật của Kỳ Gia, Hàn Sâm không quá hứng thú, hắn thầm nghĩ mau mau giải mã Động Huyền Kinh. Luyện khí thuật của Kỳ gia có lợi hại, cũng không có một người nào của Kỳ gia có thể dùng thân thể phá toái hư không, Động Huyền Kinh lại từng sinh ra cường giả tuyệt thế luyện khí thuật, Kỳ Yên Nhiên mang theo Hàn Sâm đi tham gia giao lưu hội, An cũng cùng đi theo, nhưng sau khi đến hội trường, An lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cũng không thể cùng một chỗ tham gia buổi giao lưu, Hàn Sâm có thể đi vào chung với Kỳ Yên Nhiên, bởi vì khi Kỳ Yên Nhiên giới thiệu Hàn Sâm, thân phận của Hàn Sâm là vị hôn phu của cô, Lâm Phong, trên buổi giao lưu, Hàn Sâm còn chưa nhìn thấy Vương Manh Manh, nhưng lại thấy được một thân ảnh quen thuộc khác, chương 539, Quang Hàn Kinh giao lưu hội được cử hành ở một nơi tương tự như lễ đường vậy bên trong có không ít thanh niên, nhóm năm nhóm ba tụ chung một chỗ. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên cũng không bị quá nhiều người chú ý, Kỳ gia không chỉ có một mình Kỳ Yên Nhiên, hơn nữa Kỳ Yên Nhiên cũng không phải người trẻ tuổi nổi danh nhất ở Kỳ gia, mấy người của Kỳ gia nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên, đi tới chào hỏi với cô, rồi dùng ánh mắt dò xét để đánh giá Hàn Sâm. Khi Kỳ Yên Nhiên giới thiệu Hàn Sâm, mặc dù không cố ý nói rõ, nhưng bọn họ tự nhiên đều biết rõ, người đàn ông mà Kỳ Yên Nhiên mang tới nơi này có quan hệ thế nào. Hàn Sâm vốn cho rằng chỉ có người của bốn nhà Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết giao lưu tụ hội, nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm người, nhưng trên thực tế lại vượt quá tưởng tượng của Hàn Sâm, chỗ này nhìn như thế nào cũng có hơn mấy ngàn người, hiện nay ba nhà kỳ, Lâm, Vương đều là đại tộc, dấu chân trải rộng khắp liên minh, cho dù chỉ có thanh niên dưới 40 tuổi tới đây, muốn lấp đầy lễ đường có thể chứa mấy vạn người cũng đủ, Kỳ Yên Nhiên nhìn ra nghi hoặc của Hàn Sâm, người giải thích nói, Tuyết ra không phải đại tộc sao, trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng, nghi ngờ hỏi, người Tuyết gia rất ít tiếp xúc với bên ngoài, nhân số cũng không nhiều, nhưng trình độ luyện khí thuật của Tuyết gia lại được xưng là mạnh nhất trong bốn nhà, Hàn Sâm đang muốn nghe thêm chút tin tức về Tuyết gia, lại có người đi tới nói chuyện với Kỳ Yên Nhiên. Các đức lời giải thích của kỳ yên nhiên ánh mắt hàn sâm đánh giá bốn phía xung quanh lại thấy trên bục lễ đường có để mấy hàng bàn ghế trên đó đã có mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi một người trong đó chính là lâm phong yên nhiên đây là bạn trai anh sao một cô gái có tuổi tương đương với kỳ yên nhiên đi tới trước mặt kỳ yên nhiên nhìn hàn sâm từ trên xuống dưới rồi nói đen của kỳ gia vô cùng tốt phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ cô gái này cũng không ngoại lệ dáng vẻ thập phần xinh đẹp chỉ là không có cảm giác sạch sẽ thoải mái bằng kỳ yên nhiên cô gái này cũng giống kỳ yên nhiên hai tay kéo cánh tay một chàng trai cao gầy anh tuấn lộ ra vẻ vô cùng thân mật đúng vậy thanh thu kỳ yên nhiên hào phóng thừa nhận cô đã mang hàn sâm tới sẽ không tính nói dối về thân phận của hàn sâm kỳ thanh thu cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy cũng không thật sự có hứng thú gì với hàn sâm kỳ yên nhiên còn chưa giới thiệu hàn sâm cô ta đã giới thiệu chàng trai bên cạnh trước yên nhiên đây là tuyết dược dương bạn trai chị hôm nay y sẽ đại biểu tuyết ra lên đài nói về minh ngọc tâm kinh khi kỳ thanh thu nói chuyện vẻ mặt đều tỏ rõ vẻ vui mừng còn có chút đắc ý kỳ yên nhiên lễ phép lên tiếng chào hỏi với tuyết diệc dương nhưng trong nội tâm hàn sâm lại thoáng động nhìn người tên là tuyết diệp dương này muốn nhìn xem y vào tuyết long nhạn có nét tương tự hay không chỉ là rất nhanh hàn sâm đã thất vọng rồi cho dù là người đồng tông cũng rất khó có vẻ ngoài tương tự hơn nữa hiện tại hàn sâm cũng đã quên tuyết long nhạn trông như thế nào dù sao thời gian đã trôi qua rất nhiều năm kỳ yên nhiên và kỳ thanh thu hàn huyên mấy câu kỳ thanh thu luôn miệng khoe khoang nói tuyết diệp dương giỏi thế nào hoàn toàn không để ý tới hàn sâm kỳ yên nhiên có chút không vui tìm cớ mang theo hàn sâm rời đi người chị họ này của em từ nhỏ đến lớn cái gì cũng muốn so với em Hiện tại tìm một người của Tuyết gia làm bạn trai, lại tỏ ra đắc ý như vậy, Kỳ Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, chuyện này đáng để đắc ý sao? Hàn Sâm tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, Kỳ Yên Nhiên nhếch miệng, cũng không có gì để đắc ý, nhưng người có thể lên đài giảng kinh, ở bốn nhà cũng coi như ưu tú đi, nói xong, Kỳ Yên Nhiên nhìn về trên giảng đài một hàng người đang ngồi trên bàn kia, tiếp tục nhỏ giọng nói, mỗi lần giao lưu tụ hội, Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết mỗi một nhà đều chỉ định mấy người thuộc nhà mình đi lên giảng kinh, những người có thể lên đài chính là người đại biểu ưu tú nhất trong thế hệ này của các nhà, vậy thì em nên lên đài mới đúng hàn sâm vừa cười vừa nói kỳ yên nhiên liếc hàn sâm một cái trước kia lúc cha em còn trẻ cũng thường xuyên lên đài giảng kinh em lại không thể kế thừa thiên phú của ông tư chất chỉ bình thường còn không có tư cách lên đài giảng kinh ai nói vậy đối với anh em là người có tư cách nhất em lên trên đó cũng không cần nói chuyện chỉ cần ngồi ở chỗ kia người khác nhìn mỹ mạo của em nhất định sẽ có thể đốn ngộ đại đạo còn hữu dụng hơn việc nghe kinh gì gì đó nữa hàn sâm đùa dẫn kỳ yên nhiên bàn tay nhỏ bé của kỳ yên nhiên bấm một cái trên thịt mềm bên hông hàn sâm trên mặt lại lộ vẻ kiều mị kỳ thanh thu kia và tuyết diệp dương dạo quanh một vòng xong lại đi tới trước mặt kỳ yên nhiên kỳ thanh thu vừa cười vừa nói yên nhiên bọn chị đi lên trên đó ngồi em có đi cùng không hai người đi đi bọn em ngồi ở dưới là được rồi kỳ yên nhiên vừa cười vừa nói ngồi ở dưới cũng tốt tự tại không giống ở phía trên bị nhiều người nhìn như vậy tuyệt đối không thoải mái rất khó chịu nếu như không phải diệc dương phải lên đi giảng kinh chị cũng không muốn đi lên giữa hai hàng lông mày của kỳ thanh thu tràn đầy vẻ đắc ý và tươi cười hoàn toàn không giống với lời cô ta nói nói xong kỳ thanh thu nhìn về phía hàn sâm lại hỏi một câu đúng rồi yên nhiên bạn trai em xuất thân từ nhà nào hàn sâm không phải là người của gia tộc luyện khí kỳ yên nhiên thuận miệng đáp ồ kỳ thanh thu liền không để ý tới hàn sâm nữa lại cùng kỳ yên nhiên nói vài câu sau đó vui sướng kéo tuyết diệp sương đi lên đài phát ngôn quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài kỳ thanh thu này cũng coi như xinh đẹp không ngờ lại tục khí như vậy sau khi kỳ thanh thu rời đi hàn sâm thuận miệng nói một câu kỳ yên nhiên cười cười điều này cũng không trách chị ta được từ nhỏ chị ta đã muốn so sánh với em lần này thật vất vả mới tìm được một người đàn ông ưu tú đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khoe khoang ở trước mặt em em nói như vậy là nói anh không ưu tú à hàn sâm nói đùa trong lòng em anh là ưu tú nhất nhưng trong mắt người trẻ tuổi ở kỳ lâm vương tuyết bốn nhà có thể lên đài giảng kinh là chuyện vô cùng vinh quang kỳ yên nhiên vừa cười vừa nói hơn nữa người tuyết gia vốn tự cao tự đại tự nhận tài trí hơn người anh không thấy hai mắt của tuyết diệt dương kia đều sắp muốn mọc tới trời rồi đối với người bên ngoài đều hờ hững đấy sao vì sao người tuyết gia lại tài trí hơn người hàn sâm nghi ngờ hỏi tứ gia chúng em là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối tuyết gia vốn là tông chủ nhất mạch gần đây bọn họ tự xưng là chính tông hơn nữa mạch này có một bộ bí điển quan trọng người ngoài không được truyền kỳ yên nhiên nói ra bí điển gì trái tim hàn sâm có chút nhanh tăng tốc quảng hàn kinh kỳ yên yên đáp hàn sâm nhẹ ngàng thở ra một hơi hắn thật sự có chút sợ kỳ yên nhiên nói băng cơ ngọc cốt thuật thế nhưng rất nhanh kỳ yên nhiên lại nói tiếp nhưng quảng hàn kinh vô cùng khó luyện từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể thật sự luyện thành tuyết ra một mực nghĩ biện pháp cải tiến quảng hàn kinh thành siêu hài cơ nhân thuật để đệ tử tuyết ra đều có thể luyện tập nghe nói những năm gần đây có một chút hiệu quả cải biên ra một môn siêu hài cơ nhân thuật tên là băng cơ ngọc cốt chỉ là cũng không có ai nhìn thấy người viết ra chính thức biểu diễn môn siêu hài cơ nhân thuật này trong nội tâm hàn sâm lục bột một chút thầm nghĩ, xem ra không sai, Tuyết Long Nhạn quả nhiên đến từ Tuyết gia. Chương 540, tu luyện động huyền kinh Hàn Sâm cẩn thận quan sát Tuyết Diệp Dương, nhưng cũng không nhìn ra y có luyện băng cơ ngọc cốt thuật hay không, nếu nói làn da nhẵn mịn mượt mà, thì ở đây người có làn da trắng nõn như tuyết cũng không ít, dường như những người tu luyện luyện khí thuật, làn da đều phá lệ non mịn, điều này cũng khiến Hàn Sâm có chút an tâm, Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm mấy chuyện về Tuyết gia, nhưng buổi giảng kinh đã bắt đầu, mọi người đều yên tĩnh trở lại, Hàn Sâm đành phải nuốt những lời muốn hỏi vào. Người đầu tiên đi ra giảng kinh là một cô gái tên Lâm Vi Vi, nhìn không đoán được tuổi cụ thể, khuôn mặt thanh nhã tuyệt lệ, khí chất phiêu giật xuất trần cả người đều lấp lánh như ngọc dường như ngay cả sợi tóc cũng phát sáng vậy cô nói tới tam thế quan là môn luyện khí thuật kinh điển tuy nói là giảng kinh thật ra chỉ là nói về lý giải cùng cảm ngộ tam thế quan của cô cũng không phải là thật sự nói những kinh nghiệm của mình ra hàn sâm chưa từng học tam thế quan nhưng nghe lâm vi vi giảng giải xong trong lòng hàn sâm lại cuồng hỉ hàn sâm sở dĩ không hiểu được động huyền kinh nguyên nhân lớn nhất chính là do trong đó có một số thuật ngữ cổ chuyên nghiệp luyện khí thuật mà hắn không hiểu có ý gì thật sự khó hiểu vô cùng mà những lời Lâm Vi Vi giảng giải lại trùng hợp là một số lý giải cùng chú thích trong luyện khí thuật, để sau khi Hàn Sâm nghe xong, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức dựng thẳng lỗ tai để lắng nghe, sợ bỏ qua một chữ nào. Khác với suy nghĩ lúc trước của Hàn Sâm, khi Kỳ Yên Nhiên nói cho hắn biết, luyện khí thuật bắt đầu từ thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế trong truyền thuyết thần thoại, đến thời Tần ở thì tuyệt, từ sau thời Tần, không biết vì nguyên nhân gì mà luyện khí thuật cũng nhanh chóng suy bại, đến khi thế giới tí hộ sơ bị phát hiện ra, luyện khí thuật mới dần dần xuất hiện lại trong mắt mọi người, bởi vì đều là một số cổ tịch và cổ pháp, giống như động huyền kinh đều rất khó hiểu. Hàn Sâm vốn cho rằng luyện khí thuật mà bọn họ nói cũng sẽ khó hiểu, thế nhưng sau khi nghe xong mới biết được, Tam Thế Quan mà Lâm Vi Vi nói, không chỉ đã được dịch thành văn tự hiện tại thông dụng ở Liên Minh, hơn nữa còn kết hợp với khoa học kỹ thuật cùng tình huống ở thế giới tí hộ sở để giải thích, cho dù là người chưa từng học cổ văn, cũng có thể hiểu được ý mà cùng nói. Mặc dù Hàn Sâm chưa học qua Tam Thế Quan, nhưng chỉ nghe Lâm Vi Vi giải thích một số điều về luyện khí thuật, cũng đã thu hoạch được rất nhiều, so với tự hắn học cổ văn không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Hàn Sâm nghe đến mức nhập thần, theo lời Lâm Vi Vi nói, luyện khí thuật kỳ thật thì chính là siêu hài cơ nhân thuật, nhưng không phải siêu hài cơ nhân thuật bình thường, mà là sau khi gen của nhân loại đạt đến cực hạn, có thể trực tiếp hấp thu lực lượng vũ trụ, cơ sở của luyện khí thuật chính là thân thể có thể trực tiếp hấp thu lực lượng vũ trụ để tự cường hóa gen của bản thân, dùng lý luận hiện tại mà nói, tố chất thân thể 300 điểm đạt tới thiên nhân, chính là cơ sở luyện khí thuật, mà khi luyện khí thuật đột phá, trên thực tế sẽ là đột phá gen của bản thân, luyện khí thuật chỉ là phá cửa trước, dùng thuật ngữ gen để nói chính là đột nhiên khóa gen lại, đến khi đạt tới thiên nhân sẽ tự động mở khóa gen ra, sau đó mỗi lần mở ra một khóa gen thì gen tiến hóa sẽ có một lần thay đổi về chất, mà một số luyện khí thuật khi còn chưa đạt tới thiên nhân cũng có thể mở ra khóa gen, chỉ là một người nếu như chưa đủ thiên phú, trình độ đạt được cũng không cao, nhưng cho dù không thể trước khi đạt tới thiên nhân đã mở ra khóa gen, tu luyện luyện khí thuật cũng có thể tối ưu hóa gen của bản thân, sau khi mở ra khóa gen, biên độ gen phát triển cũng sẽ càng lớn hơn, đến khi Lâm Vi Vi nói xong về tam thế quan, Hàn Sâm vẫn còn chưa thỏa mãn, Kỳ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm chăm chú nghe, có chút kỳ quái hỏi, trước kia anh có học qua tam thế quan sao? Không có, Hàn Sâm đáp, Kỳ Yên Nhiên tự nhiên biết rõ hắn chưa từng học qua tam thế quan, đây là điển tịch luyện khí thuật của bốn nhà, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng học được, cô chỉ nghi hoặc rõ ràng Hàn Sâm chưa từng học qua tam thể quan, vì sao hắn lại nghe chăm chú như vậy. Sau khi Lâm Vi Vi nói xong, đến lời Tuyết Diệp Dương lên giảng kinh, Tuyết Diệp Dương nói tới một bộ băng tâm quyết, cũng có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp được khoa học kỹ thuật hiện tại và hệ thống gen ở thế giới tí hộ sở, Hàn Sâm nghe xong cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Bộ băng tâm quyết này và băng cơ ngọc cốt thuật dường như có đôi chút liên quan. Nghe xong Tuyết Diệp Dương giảng giải, mặc dù hàn sâm chưa từng học băng tâm quyết nhưng lại giúp hắn tăng thêm một tầng lý giải về băng cơ ngọc cốt thuật hàn sâm thật sự không ngờ lần này tới nghe giao lưu hội lại giúp hắn thu hoạch được nhiều như thế hiện tại trong đầu hàn sâm đều là những lý luận mà bọn họ nói cùng nội dung động huyền kinh rất nhiều nội dung trước kia hắn không hiểu được hiện tại đều đã dễ hiểu rồi chuyện này khiến hàn sâm vô cùng nóng lòng hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện động huyền kinh nhưng hàn sâm vẫn cố gắng nhẫn đại để nghe tiếp hy vọng có thể thu hoạch được nhiều hơn bốn nhà tổng cộng có 13 người lên giảng kinh mỗi người mỗi ngày đều chỉ nói về một bộ liên tục nói ba ngày tổng cộng nói 39 bộ luyện khí thuật tuy bọn họ chỉ nói tới lý giải và lĩnh ngộ của bản thân cũng không nói nội dung luyện khí thuật cùng phương pháp tu luyện chỉ nghe bọn họ nói sẽ không thể học được gì nhưng trong bài giảng đó có bao hàm thuật ngữ và kiến thức căn bản về luyện khí thuật khiến hàn sâm nghe như sai như dại ngay cả kỳ yên nhiên cũng cảm thấy kỳ quái vì sao hàn sâm lại có hứng thú như vậy nhưng điều này cũng khiến kỳ yên nhiên cảm thấy vui mừng hàn sâm có hứng thú với luyện khí thuật như thế thì không thể tốt hơn rồi sau này để hắn học luyện khí thuật của kỳ gia cũng sẽ tương đối dễ dàng ba ngày giảng kinh đối với hàn sâm thật sự quá ngắn tuy hắn đã nhận được rất nhiều điều bổ ích nhưng bọn họ nói tới những vật kia hàn sâm cảm thấy vẫn còn có chút quá nông cạn sau khi hàn sâm so sánh với động huyền kinh phát hiện những thứ bọn hắn nói cũng chỉ là một số điều cơ bản trong động huyền kinh thôi nhưng cũng giúp hàn sâm hoàn toàn lĩnh ngộ được cơ sở đã hiểu được công pháp nhập môn của luyện khí thuật động huyền kinh thế nhưng bộ phận phía sau hàn sâm vẫn có rất nhiều chỗ chưa thể hiểu rõ nhưng hắn lại không thể hỏi trong nội tâm vô cùng tức nuối nhưng hàn sâm cũng hiểu được những người này dù sao chỉ là những thanh niên ưu tú một đời của bốn nhà tu vi cũng không phải rất cao những chuyện quan trọng có thể tiếp xúc cũng không nhiều có thể có thu hoạch được như thế này đã rất tốt rồi, có thể nói đây là kinh hỉ lớn. Động Huyền Kinh à Động Huyền Kinh, mình rốt cục đã có thể bắt đầu tu luyện, mặc dù chỉ là trụ cột, nhưng dựa theo lời bọn họ nói, như thế đã đủ năng lực để mở ra khóa gen, chỉ là không biết phải bao lâu mới có thể nhập môn. Trong lòng Hàn Sâm yên lặng suy nghĩ về trụ cột luyện khí thuật Động Huyền Kinh, hít thở cũng tự nhiên biến hóa, khí huyết trong thân thể theo đó chảy xuôi, Hàn Sâm vốn cho rằng Động Huyền Kinh thâm ảo như thế, muốn nhập môn nhất định vô cùng gian nan, dù sao đám người Lâm Vi Vi nói tu luyện khí thuật, tối đa cũng chỉ đủ để mở ra ba bốn khóa ghen, mà luyện khí thuật Động Huyền Kinh có thể vượt qua 10 lần cửa trước, dựa theo lý luận của bọn họ chính là có thể mở ra 10 khóa ghen, độ mạnh yếu khác nhau thực sự quá lớn rồi, nhưng lúc thực sự tu luyện, Hàn Sâm nhập môn lại đơn giản bất ngờ.